Mẹ nấu cà nấu sập ba phong tiết là tôm tứ tích nha. Ba sò lò khmai dương sò lò bò há trai cặp bư chòn mà bên lại miền tràn mộc hay khăn này miền nghiệt nghiệt cặp bay sạch cọ bắc kia miền trai nghiệt trai cặp chao trai riel trai pra bên lại và hay những khăn này sầu mòn mặt trời đèn nơi bình ngày muôn mà này sầu mòn sải hay khăn này bọc bọc xoáy thạch à cái nào hôm nay đã được trong việc
bị bật khá tiết vì là ít đi tới ai bật tinh 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 ở đây mới bên cạnh này này cắt cái ô nâng côi nâng nè vẫn nâng ai bật trường trường tới chưa Tụng ơi tụng xôm chuối trong lòng Nóm ruột nhóm đo trái bóng nghe Xôm ô cun bè prung tê và đà Nóm biết na Nhóm ban đôi bóng nô ខាញ៉ាំស្លោបាហាយយូរហើយតែស្លឹកទៀបបរាំងបាទបាទបានងៀតក្របីបាទហើយដល់បងប្អូនជិតដល់ថ្ងៃបាញ់លើសើមិនជិតដល់ថ្ងៃដល់ថ្ងៃទៅយើងនិយាយតែភ័យខោហានដល់ថ្ងៃឆាប់ឆាប់អស់យើងចប់យូរអត់ទៅបែបទៅចេញគាត់មាននៅក្នុងផ្ទះគាត់ហ្នឹងក្បែរបែបស្ងគាត់បេះមកលក់បាទខ្ញុំអត់ដែរខ្ញុំមកអង្គមកគេដាំនឹងចេញទៅដល់នៅស្លោគួរគួរខ្លាំងទៅអត់ស្ដាំពេញបាយហើយហើយចង់ញ៉ាំបងជឿហូបកាពិញៀមបកមកត្រូវអីម៉ានហ្នឹងបងប្អូនតែបើកពើកពើដាក់ទៅដល់មកឈិបឈិបមកតែស្លោតអីញ៉ាំទឹកអត់អីតែមិនញ៉ាំសាច់ចូលចិត្តណាពឹងពឹងមកឆែកចូលចិត្តណាញ៉ាំទៅបានតិចតិចវិញI
ngang ngang nó lẹ phì mà phở đã xài chích chu liên nhưng nó khênh khập mục nhìn tê liên á ố thở lý hộp tập bên mà khênh sẽ bốc cũng thở nó mình cứ thở lý mình đừng có xa bê kè hay nơi kè và cái này mốt như thế này tụi bơi chân kè xa mà nhỏ tục tui có ai cầm đáy hộp bàn Mịt nồi nè nhưng mà hộp sẽ ló thử miên hộp kia mùi ôm nhưng đuôi kịch chọn là hết thì đuôi hộp chọn nhưng đuôi kịch chọn nhưng đuôi kịch chọn nhưng đuôi kịch chụp bứt nhưng làm vào lô còn bọn mình làm vào chuyên môn định sao mà vẫn như nhàm bàn tên nhà cái lô làm vượt cả chị yên á mai chất sắp cái lô rồi nó mới hốt thở dầm liền mà cũng mới dạ nó mới liệt lại cho ăn ngọt châu húp đâm thuyền mà
បងហូបបានមួយចានទៀតប៉ុន្តែហូបកុំឲ្យឆ្អែតពេកប៉ុន្តែទៅបានចាក់កណ្ដាលពោះបាទដល់ចប់ប៉ុណ្្នឹងចាំចង់ខាងមកនេះខ្ញុំបានមើលវីដេអូខ្ញុំរត់ចោលតែម្ដងចង់រត់ចោលបានទៅចោលស្មោវិញបាទគ្រប់លាមីបងប្អូនជួបនេះវីដេអូក្រោយអរគុណច្រើនសូមបំមានពេលពេចកោះឆ្កងពេលសម្ដីកាយវិការសូមមេត្តាខន្តីអភ័យទោសឲ្យយើងខ្ញុំពីអ្នកផងបាទគ្រប់លាអ្នកដៃស្មើចា Thank you.